Chào mừng tất cả các bạn đến với hệ thống luyện thi IELTS của Lango. Cô là Phương, giáo viên IELTS tại trung tâm luyện thi IELTS Lango. Các thì cơ bản của tiếng Anh chia thời gian thực hiện một hành động làm 3 mốc cơ bản: quá khứ, hiện tại và tương lai. Với ý chỉ tương lai, chúng ta không chỉ có các thì ở tương lai diễn đạt điều đó. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ phân biệt cách sử dụng 3 thì ý chỉ về tương lai. Thì tương lai đơn, future simple tense. Thì tương lai gần, near future tense. Và thì hiện tại tiếp diễn, present continuous tense. Tuy là đều chỉ ý về tương lai, nhưng mỗi thì sẽ có một số điểm khác nhau về cách dùng. Các bạn hãy cùng cô tìm hiểu nhé. Cặp thì đầu tiên chúng ta phân biệt cách dùng đó chính là thì tương lai đơn với cấu trúc will và thì tương lai gần, cấu trúc be going to, dùng để chỉ những dự định trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt hai thì này khác nhau ở hai điểm sau. Thứ nhất, thì tương lai đơn dùng để chỉ các ý định được quyết định ngay tại thời điểm chúng ta nói. Ví dụ như bây giờ, cô đưa ra một lời hứa, quyết định hoặc một điều cam kết nào đó, nhưng chưa chắc nó đã xảy ra vì nó chưa có kế hoạch, chỉ là suy nghĩ bộc phát mà thôi. Cô có ví dụ cho các bạn dưới đây. Finish that work. I will help you with the other task for the next project. I will say this when I see that someone is struggling with a duty. Or, I will come to my grandparents' house tonight. Còn thì tương lai gần với cấu trúc be going to dùng để diễn đạt ý định đã được quyết định trước thời gian nói, hay nói cách khác là một kế hoạch đã được định sẵn, khác với thì tương lai đơn ở trên. For example, I can't make it on Saturday. I'm going to have my parents around the house. This refers to a decision that the speaker has made in the past. Chúng ta có cách dùng tiếp theo của hai thì này, đó là dùng để dự đoán. Với thì tương lai đơn thì chúng ta dùng để dự đoán dựa vào sự nhận định, đánh giá hoặc ý kiến cá nhân, mang tính cảm tính. For example, as I can see, that relationship will last long. It means it's just an opinion and intuition. We also have another example. I'm sure you will have a lovely time in Italy, which expresses my opinion. Thì tương lai gần, be going to cũng sử dụng để dự đoán, nhưng dựa trên những chứng cớ hoặc sự thật hiện tại. Những dự đoán này thường là gần hoặc sắp xảy ra. For example, my sister is going to have a baby. We can see that she is pregnant for the time being. Chúng ta sẽ so sánh ý nghĩa chỉ kế hoạch tương lai của hai thì tương lai gần, be going to và thì hiện tại tiếp diễn. Be going to dùng để chỉ ý định trong tương lai đã quyết định nhưng chưa được lên kế hoạch trọn vẹn. For example, we're going to get married, referring to a past decision. Còn thì hiện tại tiếp diễn thì chỉ các sự kiện cố định hoặc nhấn mạnh các kế hoạch hoặc sự sắp xếp đã được định sẵn. For example, we are getting married next month. It means the wedding has already been arranged. Để chắc các bạn đã nắm được kiến thức trong bài ngày hôm nay, cô sẽ có một bài tập nhỏ để các bạn luyện tập. Đáp án sẽ được tiết lộ trước buổi học ngày hôm sau. Hãy comment đáp án của các bạn ở bên dưới nhé! Cô hy vọng là các bạn đã biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về kỳ thi IELTS. Nếu các bạn muốn đăng ký khóa học IELTS của Lango, hãy bấm vào link ở dưới video này nhé! Tại Lango, các khóa học IELTS được thiết kế phù hợp với nhu cầu và lộ trình của từng học viên. Nhớ like, share và đăng ký kênh Lango để xem thêm nhiều video bổ ích nhé! Cô là Phương của hệ thống luyện thi IELTS Lango. Hẹn gặp lại các bạn!